Tôi là Phạm Tiến Sản, tôi là vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, nội dung 21 phối hợp. Gia đình tôi thì không ai chơi thể thao hết. Năm 10 tuổi tôi đã có những bước chạy đầu tiên trên đường làng. Năm 12 tuổi tôi đã tham gia những giải đấu cấp độ huyện. Dù ngày đấy thì điều kiện không có nhưng mà tôi vẫn cố gắng theo đuổi đam mê. Năm 18 tuổi tôi có cơ hội nhiều hơn khi được triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam và tham gia các giải đấu quốc tế. Và rất là tự hào khi mà bản thân mình đã lọt top 100 tại giải Berlin Marathon. Cái việc mà chinh phục Berlin Marathon với thành tích 2 giờ 22 phút 46 giây thì đây thực sự là một cái kết quả của một hành trình cũng như là một cái cột mốc để trong tương lai Sản có thể vượt qua nữa. Kỷ lục sinh ra để phá vỡ, Sản luôn hướng đến sự mới mẻ, không chỉ là kỷ lục cá nhân mà còn là kỷ lục quốc gia Việt Nam. Sản làm được và Sản tin mọi người cũng sẽ làm được, ai cũng có thể tiến tới phiên bản vượt trội của chính mình. Kiên trì, bền bỉ và quyết tâm.